chào tất cả các bạn nhé. Hôm trước mình cũng đã đang cảnh báo các bạn là có rất nhiều thành phần lừa đảo. Tại sao các bạn chủ quan vậy? Sao các bạn nói thật này, cả ông anh Bi này chẳng biết cái gì cả, tự nhiên kết bạn số 023 đây này. Này, cái thằng này mất dạy này, số 023 anh em nhé, này rất là ngu này. Này cả cái thằng đời này, này cái thằng kiếm tiền vlog này, mặt thì hãm này, nhìn mặt đã biết ngu rồi anh em ạ. Này báo công an đi ông, cái thằng này lừa chứ ai, đấy không? Những cái thằng này gọi trí thức nó không bằng một tiểu nhân, anh em hiểu chưa? Mình nghĩ là cũng có thể thằng này nó đang ghen ăn tức ở mình, nó gì bằng mình. Mình đã cảnh báo rất nhiều rồi, video nào mình cũng đã cảnh báo các bạn là các bạn ơi, lưu ý rằng mình không dùng số điện thoại nào khác ngoài cái số 226 với lại 123 ở nhà mình. Số nào mình để, mình đã để bên dưới rồi anh em hiểu chưa? Mình đã để hết bên dưới rồi. Đây mình mở đây nhá. Mình thật sự với các bạn mình rất là buồn. Nhiều bạn nghĩ mình lừa đảo, thật sự anh em nhìn xem. Mình đã chặn được từng đây cái nick đây cả một video, nhìn xem chưa? Đấy, mình chặn được từng nick này, anh em xem đếm xem được 4-5 chục cái đấy không? Những cái ông này là vào bình luận mình, bình luận những cái bình luận tiêu cực này mình đã chặn hết này. Anh em thấy chưa? Đấy. Từng đây cái nick DGApple TV. Bình luận ở dưới bài, anh em thấy chưa? Nó bình luận ở dưới bài này, nó tạo ra một kênh giống như tên mình. Nó bình luận ở dưới những cái bài bài đăng video của mình. Thật sự là mình nhiều khi mình suy nghĩ mình không biết có nên bán hàng ở kênh này nữa không. Vì thật sự với các bạn này, mình chơi thẳng là thằng ngu luôn. Thật với các bạn đây này, mình đã đăng cảnh báo như thế rồi. Đã bảo là số điện thoại, anh em lưu ý nhá, số điện thoại mình để ở phần mô tả đây này. Nên lại trường mặt vuông này là của mình. Còn đâu là những số điện thoại nó bình luận đây này, bình luận dưới này. Hôm trước mình đã chặn hết rồi, mình không kịp chặn được. Anh em chưa, lúc nào mình bận mình chắc không chặn được. Thì anh em thật sự là anh em phải hiểu chứ, anh em cứ kết bạn những cái số điện thoại nó bình luận thế này, anh em sao rồi nói thật, mình chửi những ông nào ngu kết bạn số điện thoại ngu nhá. Cố gắng anh em, cố gắng là đừng bao giờ kết bạn số điện thoại ở chỗ này nhá anh em nhá. Đấy, mình nói thật đấy, rất là buồn anh em ạ. Anh em nào mà muốn mua máy của mình vào fanpage này nhá, vào Facebook nhá. Đây này, với một cái nữa nhá, Facebook mình không dùng fanpage anh em nhá, mình không dùng fanpage. Đây, các anh xem, anh em muốn hỏi cái gì, muốn mua gì thì vào trang này nhá, hỗ trợ tư vấn bán sản phẩm nhá, ok anh em nhá. Đấy, đây này, vào trang này có 3.500 thành viên này, trang này có những số điện thoại của thành viên nhà mình nhá. Facebook mình chỉ dùng một Facebook duy nhất nhá. Mình nói lại những ai mà thực sự yêu quý mình, thực sự muốn mua máy của mình thì đây, Facebook duy nhất của mình là Nguyễn Đình Giản đấy nhá. Đấy nhá anh em nhá, không dùng fanpage nhá anh em nhá. 5.000 người theo dõi, ok. Hy vọng mọi người có một cái đầu tỉnh táo để nhận ra các bạn bị lừa nhá. Mình không dùng fanpage, với lại mình không dùng số điện thoại nào khác ngoài số 226 của mình nhá. Mà bố nào mà có ngu đi kết bạn số khác thì có bố chịu nhá. Đừng có mà bị lừa xong nên nói mình này nọ miếng thích đâu. Ok, chào các bạn. Đi đáp ấy. Sao không? Đây là màn 12 Pro Max em nhé.
tiêm tua. Mất rồi. Tiêm tua mà tua lên không méo không thanh. Chấp được. 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 Chấ